Xin chào mọi người, đây là một cái loại hoa leo trong họ bìm bìm màu tím ha. Đây là một cái đoạn hàng rào mà Tú đã trồng ha. Sáng nào cũng nở hoa như vậy rất là đẹp nha. Cái hoa này thì nó rất là to. Và hoa quanh năm lúc nào cũng có hoa. Cây này mình phải trồng ngoài nắng từ sáng đến chiều ha, full nắng ha. Để cho lúc nào cũng ra hoa, trong mát là không ra hoa đâu nha. Và hôm nay Tú sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình nhân giống cái này nha. Nếu mà ai có cái cửa cổng á, mình làm một cái mà yêu màu tím ha, hết màu tím thì mình có thể làm một nguyên một cái đoạn trước cổng mình nè. Nó nở quanh năm màu tím như thế này ha. Nó rất rất giống bông rau lan thôi, nhưng mà không phải nha. Cái này thì bông nó sai hơn. Nó rất là sai và bông cũng to nè. Đó. Sáng nở và chiều nó tàn, thì khi nó tàn nó cũng đẹp nữa nè. Đây là một cái hoa tàn. Chiều nó tàn nó búp đi nè. Cái bữa sau nó rụng. Cái này thì nó có trái, nhưng mà cái trái này gieo hạt thấy khó lên lắm, thành ra là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mình cái cách nhân giống của cái này. Siêu lẹ, không cây không mất sức ha, mà rất là dễ luôn nha. Rồi mình bắt đầu ha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái chậu cho đất vào. Tiếp theo mình sẽ tìm một cái đoạn dây leo mà nó nằm ở dưới đất cái này ha. Thì mình sẽ có hai cách để mình làm. Thứ nhất á, là nếu như mà cái đoạn dây này là một cái đoạn bình thường như thế này, nếu là cái đoạn bình thường như thế này mà nó chưa có rễ ha, thì mình sẽ có cách làm của cái kiểu không có rễ. Mình sẽ đặt cái chậu đất vô đây ha. Rồi chậu có mắt lá nha, mắt lá nó sẽ ra rễ nè. Đó, rồi cái mình nhận vô, rồi mình lắp đất lên trên, rồi mình sẽ kiếm một cái gì đó mình cố định nó lại, đó, mình cố định nó lại như vậy. Rồi mình để khoảng nửa tháng. Nửa tháng thì cái phần cái sợi chỗ này nó sẽ ra rễ ở phía dưới. Nó ra rễ phía dưới thì mình chỉ cần cắt ngang đây là mình sẽ có một cái cây giống mới ha. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai mà cấp tốc nhất á, là bình thường nó ra như thế này, ra dây như thế này thì mình cho nó nằm áp dưới đất đi. Mình cho nó nằm sát dưới đất vậy nè. Đó. Rồi khi mà nó rồi mình kiếm cái gì mình đè ngoài đất cũng được. Đó, mình đè thẳng đi. Rồi một thời gian nó sẽ có rễ, rễ sẽ bám dưới đất. Xong rồi cái mình mới lấy cái bay mình bứng cái bầu đất vô luôn. Ở đây Tú có sẵn một cái gốc này nè. Đây cái dây là hồi trước là Tú đã chôn dưới đất nè. Ha, chôn dưới đất nè. Thành ra bây giờ là mình có sẵn. Thì Tú chỉ cần bây giờ Tú chỉ cần chút bứng cái này nè. Tú bỏ vô chậu là xong. Là mình có, đây là cách nhân giống mà bảo đảm sống 100% đối với những cái loại dây leo. Cái mình ịn vô đây là xong nha mọi người. Cách nhân giống cây không mất sức nha. Ở những loại dây leo thì mình nếu mình không biết làm thì mình không biết cách nhân giống như thế nào nha. Rồi nếu mình bứt cái dây mình làm đại nó rất là dễ mất sức ha. Thì đây là trong quá trình trồng tôi phát hiện cái cách này ha, rất là an toàn, nhanh, gọn lẹ, cây bảo đảm tươi. Vậy là mình có một cái chậu cây giống như thế này. Đó, nguyên một cái đoạn này nè. Đó. Vậy thôi, xong. Lúc nào nó cũng sẽ tươi như thế này. Rồi, cách nhân giống hoa leo bìm bìm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ ngắm lại những cái hoa bìm bìm sáng nay ha. Rất là đẹp nha. Ôi, nó nhiều bông lắm luôn nè. Nó nở đặc ơi là đặc luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Tú nha. Nếu các bạn yêu thích thì có thể đăng ký kênh theo dõi nha. Bye bye.